Hoanh, lại đây. Tiến độ thi công như thế này chắc chắn là hoàn thành vượt mức kế hoạch. Vâng. Thế nào? Đủ tinh thần để vượt kế hoạch chứ? Dạ, tinh thần thì đủ. Nhưng... Sao lại nhưng? Nhưng là không chứ gì. Sao phải làm gấp thế anh? Kế hoạch còn 5 ngày nữa cơ mà. À, đặt ra kế hoạch là để vượt, chứ không phải chỉ hoàn thành. Này, công trình nhà A là trọng điểm của công trường đấy. Nói với anh em là hết sức cố gắng nhé. Rồi. Thế nào, đồng chí đội trưởng? Thôi, còn ít phút nữa anh em nghỉ đi. Chuẩn bị mai làm việc đâu vào đấy nhá. Tôi đi đi. Đây này các cậu ơi. Lại đây, lại đây. Hình như bên 106 có cái túi nước kìa. Nhưng có chết không? Đi đi các cháu ơi, nước bẩn lắm, cũng khéo đau mắt đấy. Đã bảo đi như nào. Gặp túi nước hả anh? Thì đấy, có xử lý được không? Phải thăm dò tiếp. Nếu không khắc phục được thì sao nhỉ? Đằng nẫu cả ruột, hỏi giỏi lắm chứ. Cho chị mấy điếu thuốc. Cảm ơn. Anh Hoanh, chết. Hẹn em ở quán nước mà chẳng thèm vào. Nếu em không thấy anh quên em không? Anh xin lỗi, anh đang nghĩ đến chuyện cái túi nước mà. Có nghĩa là anh chỉ nghĩ đến túi nước thôi à? Em không cho anh thuốc lá nữa. Em sinh ra để hiểu anh. Đang thèm thuốc quá mà không còn điếu nào cả. Anh chỉ nghĩ đến chuyện cái túi nước thôi mà. Anh xin lỗi rồi. Thôi đây. Anh Vĩnh về rồi ạ. Anh ấy đang bắp anh xây gấp nhà A đấy. Nhưng bây giờ biết chuyện túi nước, chắc hoãn lại. Cái túi nước của tên Can, đội trưởng Hoanh có vẻ lo lắm. Lo là phải các bạn. Em thấy anh Vĩnh quý anh lắm. Anh ấy tiến nhanh thật đấy. Anh Vĩnh thông minh, có năng lực, lại còn trẻ, chắc còn tiến xa. Nhất là lại có ông bố vợ, cấp cỡ ở trên bộ. Em không nên nghĩ về anh Vĩnh như vậy. Anh Vĩnh có đủ khả năng để tiến bộ, không cần đến một thế lực nào hết. Anh có biết trước ông Vĩnh yêu ai không? Chuyện riêng của người ta, biết mà làm gì? Anh ngốc lắm, biết để mà biết chứ biết để làm gì? Trước kia, ông Vĩnh yêu bà Dung lắm. Nhưng không hiểu sao, lại thôi. Bỏ bà Dung lấy bà Ngọc, vừa già vừa xấu hơn. Người ta bảo rằng, ông Vĩnh thôi bà Dung, lấy bà Ngọc vì bố bà Ngọc là cấp cỡ ở trên bộ. Em cứ toàn nghe chuyện tào lao, thôi đi. Nhất định hoàn thành kế hoạch em ạ. Ơi, anh không chuẩn bị để đi à? Đi đâu em? Em chẳng nói với anh là tối nay chúng mình đi xem phim là gì. Phim hay lắm. Chỉ chiếu nội bộ thôi. Buồn cười chết đi được. Đứa bạn em cho vé mà nó cứ nằn nỉ. Thế nào anh chị cũng phải đi đấy. Anh không xem đâu. Họ chiếu nội bộ, mình là người ngoại bộ, không đúng đối tượng. Họ mời ra thì phiền. Đùa đấy, anh bận. Em biết anh bận gì rồi. Các anh bây giờ thì bận lên mấy ông vụ ông cục, còn mấy ông vụ cục thì lại bận lên mấy ông lãnh đạo ở bộ. Thôi, không lôi thôi gì hết. Đi xem phim rồi về bà ngoại đón con. Chào anh chị ạ. Kìa, chú Hoanh. Cô Nga đâu mà chú lại đi một mình? Thưa chị, Nga định rủ tôi đi nghe nhạc, nhưng có việc quan trọng, tôi phải đến gặp anh ngay. Mời chú ngồi chơi. Vâng. Ngồi đây. Có việc gì thế Hoanh? Có lẽ phải đình việc thi công nhà A lại thôi nhỉ? Sao? Công trường 106 họ phát hiện cái túi nước. Ồ, thế mà cậu cứ làm như trời sập không bằng. Túi nước ở công trường bên thì có ảnh hưởng gì đến việc thi công của mình? Có chứ anh. Về vấn đề địa chất, tôi thấy cần phải khảo sát lại ạ. Sao cậu có ý nghĩ lạ lùng vậy? Thôi, cứ về đi. Để mai mình sang xem. Bình ơi. Dạ. Gọi cho tôi cậu Hoanh đội trưởng. Vâng ạ. Anh Vinh ạ, thôi, tôi biết cậu định nói gì rồi. Bây giờ mời cậu lo cho cái khu nhà A, tập trung vào khu vực này làm cho dứt điểm. Hoanh ơi. Anh Vĩnh kìa. Ăn uống kiểu gì thế này? Thôi cưới đi, để Nga nó lo cho. Cưới xong tôi sợ không có thế này mà ăn nữa anh ạ. Ok, cậu ăn cho xong bữa đi chứ, định khách khí cả với mình à? Khách khí gì đâu. Tôi cũng đang không muốn ăn thì anh đến, thoát được cái của nợ phải ăn. Thuốc hết, chè hết. Tôi thành ra quán uống nước đi. Thôi. Đây đây. Thuốc đây. Còn nước. Cậu đã tặng mình cả một túi nước ở công trường bên cạnh còn gì. Thực ra tôi rất lo chuyện cái túi nước ở công trường bên anh ạ. Cậu lo cái gì? Tôi sợ hai công trường ở gần nhau quá, có thể có mạch nước ngầm. Hay là ta đề nghị khảo sát lại. Khảo sát lại? Cậu điên rồi. Sao hả anh? Cậu biết một đề nghị như vậy sẽ đi đến đâu không? Có thể mình mất chức giám đốc, còn cậu bay chức đội trưởng. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Không ai đi giao công việc cho một người không tin ở việc mình làm. Nhưng nếu bên khảo sát địa chất đưa ra thì sao? Không ai lại dám phủ định cái đã khẳng định. Chào hai anh. Chào Nga. Xin lỗi Nga, mình bàn giao Hoanh cho Nga ngay bây giờ đấy. Em chẳng cho anh đi đâu, vì em biết anh ở đây nên em mới đến đấy chứ. Nga làm ngoại giao được đấy. Xin lỗi, mình gặp Hoanh một chút. Hoanh. Này Hoanh, đừng nói với anh em về chuyện túi nước nhé. Anh em hoang mang. Cả một cái túi nước phun lên từ chiều hôm qua ai mà chả biết hả anh? Ai cũng biết, nhưng không ai nói ra thì chả ai biết. Anh sống luộm thuộm quá. Ấy chết. Để mặc anh. Chưa lấy nhau mà em đã tính đến chuyện ly hôn ấy. Ôi em ơi, được ngày nào hay ngày ấy. Anh coi em rẻ như mớ rau ấy. Em mà là rau thì đã quý. Hàng ngày anh không phải xếp hàng mua. Này, anh hỏi nghiêm chỉnh nhé, em thấy anh Vĩnh hồi này có gì khác trước không? Em thấy anh Vĩnh vẫn rất quý anh. À, điều đó anh biết hơn Nga. Mà anh Vĩnh còn nói là khi nào Nga thực tập xong, anh ấy sẽ xin cho Nga về chỗ anh mà. À, em được làm việc với anh Vĩnh thì tuyệt quá rồi. Anh Vĩnh là người thông minh, có năng lực, cởi mở, tính tình thoải mái, không giống như ông giám đốc trước. Lúc nào cũng mang cái nhãn hiệu ta là giám đốc đây. À, lúc nãy hai anh có chuyện gì mà cứ giấu em mãi thế? Chuyện ấy Nga cũng biết rồi. Thế thì việc gì mà phải giấu? Anh đã nói là em biết rồi mà. Không tin anh hay sao mà còn hỏi thế? Úp úp mờ mờ, chán vào đời. Ở đời mà cái gì cũng phơi trần ra thì lại càng đáng sợ. Ghét anh lắm. Anh Cung, anh chờ em lâu chưa? Anh chờ chú mày quá 5 phút rồi. Định lên xe đi đấy. Thế nào? Công việc khu nhà A vẫn tiến hành tốt đấy chứ? Tốt rồi. Này, đó là con chủ bài. Để anh đưa chú mày lên địa vị giám đốc công ty đấy. Cũng không phải dễ dàng đâu. Còn hai đấu thủ nữa đáng gờm lắm đấy. Dạ, thưa anh, ai thế ạ? À không không, phải giữ bí mật với chú mày chứ. Chăm sự nhờ anh ạ. Dạ, anh thấy ông cụ em có ý kiến gì không? Ở địa vị ông cụ kẻ cũng khó đấy. Mà ông cụ nhà cậu cũng bồn quá. Nhưng điều chủ yếu là phải hoàn thành thật xuất sắc khu nhà A. Dạ, báo cáo anh, công việc đang tiến hành tốt gọn. Thì cậu Hoanh, đội trưởng công trình thấy bên cạnh công trường 106 có túi nước. Cậu ấy yêu cầu là khảo sát lại địa chất công trường. Cậu Hoanh, cái cậu chính chú đã đề bạt nó lên làm đội trưởng ấy à? Vâng ạ. Ừ. Thế nó điên à? Hay nó muốn mè nheo cái gì? Bảo cái thằng dở hơi ấy, công việc của các cậu là thi công, còn khảo sát địa chất là bộ phận khác người ta làm, không việc gì đến mình. Thôi anh đi nhé. Chào anh ạ. À này, dạ, bảo thợ nó lên xây cho anh cái nhà tắm cho nó đàng hoàng nhé. Nhớ chọn cái loại gạch men ngoại ấy. Chị Dung này, em mới mua cái áo lót xong của ngoại nhé. Em rất thích vì nó ôm lắm. Nhật, buồn cười nhỉ. Đang giờ làm việc mà em... chị... Này. Đẹp lắm. Bao nhiêu? Chào đấy? Chị. Ôi. Chị cho hỏi thăm anh Dũng có đây không? Anh Dũng đến rồi nhưng vừa chạy đâu anh ạ. Thế ạ, cảm ơn chị. Chào các chị nhé. Anh cứ ra ngoài cổng, vào quán nước là gặp anh Dũng em ngay đấy. Cảm ơn. À anh ơi, anh cầm một em cái công văn này đưa cho anh Dũng, bảo anh ký vào đây rồi cầm ngay về cho em nhé. Vâng. Cần lắm đấy. Nhật, biết người ta là ai mà dám đưa công văn như thế hả? Chị không biết à? Anh Hoanh, đội trưởng công trường 236, người yêu của chị Nga, biết nhất đời đấy. Thế nào ông? Có trúng không? Cho anh em còn nhờ với chứ. Cay hơn ớt. Hả? Số trúng cả rồi mà lại theo tuốt chứ lại... Sao lại thế? Của nó là 52340. Của mình thì lại 52304. Giải 20.000 chứ có phải ít đâu. Ôi, thua keo này 7 keo khác. Tôi trông ông còn vượng sắc lắm. Ông có biết chuyện cái túi nước ở công trường 106 cạnh công trường chúng tôi không? Sao lại không biết? Khảo sát địa chất là nghề của chúng tôi mà lại. Vấn đề là có khắc phục được không? Công trường 106 phải chuyển đi nơi khác. Liệu công trường của chúng tôi có bị ảnh hưởng gì không? Công trường của cậu đã khảo sát địa chất xong rồi. Nếu sai, đổ đến đầu chúng tôi. Có đổ đến đầu anh đâu mà sợ. Anh Vinh ạ, nhìn anh làm việc tôi cứ tiếc là không có cái máy ảnh trong tay. Nếu có chắc là sẽ được một bức ảnh đẹp đấy. Ngồi đây đã. Thế nào, công việc vẫn tiến hành tốt chứ? Tôi đã nhận lệnh thì bằng bất cứ giá nào cũng hoàn thành thôi. Nhưng về tiến độ thi công, tôi còn lo chuyện cái túi nước. Công việc của mình là thi công. Bên khảo sát địa chất họ không lo, mình lo thay. Khác gì người dưới gốc lo cho kẻ trên cây. Lo lắng lẫn cho nhau là tốt chứ anh. Mà chúng ta đâu phải là hạng người ích kỷ, vô trách nhiệm. Việc ai mặc người ấy. Đừng coi thường người ta như vậy. Đừng nghĩ rằng chỉ mình mới có trách nhiệm. Anh Vĩnh định ám chỉ tôi thế à? Có phải anh không bằng lòng khi tôi nhắc đến chuyện cái túi nước không? Đúng. Bởi vì chúng ta không thiếu những việc cần thiết hơn, cụ thể hơn, cấp bách hơn thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Đây, cậu xem đi. Và chúng ta nên chấm dứt chuyện này nhé. Kết quả khảo sát, lệnh thi công. Cái này chúng ta đã có từ khi mới bước chân đến công trường rồi còn gì. Khẩu hiệu của cả nước hiện nay là sống và làm việc theo pháp luật. Đây chính là pháp luật. Nhưng người công dân nào cũng có quyền đòi hỏi được giải đáp về pháp luật. Mình hiểu. Thôi, tối mình sẽ đến cậu. À, mà thôi, rủ Nga đến chỗ mình, bảo vợ mình làm cái gì đó chén. Rồi ta sẽ tranh luận. Vâng. Gà được rồi đấy. Thế ạ. Nga làm món xé phay đi. Vâng. Anh Vĩnh, anh ấy thích nhất món ấy đấy. Chị chiều anh Vĩnh thật đấy. Anh Hoanh thì đại luộm thuộm. Em muốn chiều anh cũng chẳng cho chiều đâu. Thế người ta mới nói, sống mỗi người mỗi nét chứ. Ta dùng một chút rượu trước đã nhé. Tôi vẫn không hiểu cậu còn áy náy cái gì khi chính mắt cậu đã nhìn thấy kết quả bản khảo sát địa chất. Khi phát hiện túi nước ở công trường bên, tôi rất áy náy và thấy cần phải xem lại địa chất ở công trường mình. Áy náy không phải là cơ sở của khoa học. Nhưng 3/4 sự phát minh trên thế giới của các nhà khoa học đều bắt đầu bằng sự áy náy. À, ra thế. Chính vì sự áy náy ấy, cậu đã phát minh ra dưới mặt bằng của công trường có hiện tượng túi nước. Không, tôi chẳng phát minh ra cái gì hết. Chính cái túi nước ấy làm cho tôi phải áy náy. Mà tôi áy náy có phải vì lợi ích riêng của tôi đâu. Trái lại, như anh nói, có thể bay đi cái chức đội trưởng của tôi. Hai ông có chuyện gì mà căng thế? Bây giờ ta hãy dứt từng điểm một. Cậu bảo hiện tượng túi nước ở công trường bên cạnh làm cậu áy náy. Bây giờ trên cơ sở khoa học, cậu đã tận mắt nhìn thấy bản khảo sát địa chất ở công trường ta. Cậu còn áy náy gì? Anh nói về mặt lý. Nhưng ông cha ta có câu tình ngay mà lý gian. Vậy cái tình ngay ấy quý hay cái lý gian ấy quý? Cậu nói nốt đi. Về mặt lý thì tôi công nhận. Nhưng tôi vẫn còn áy náy. Có thể do đốt cháy giai đoạn, do sơ suất kỹ thuật, do làm ăn tắc trách, hay do một nguyên nhân chủ quan hay khách quan nào mà chúng ta đã nhận được một bản khảo sát địa chất không chính xác. Cậu nên tế nhị một chút. Đừng cho là chỉ mình là đỉnh cao của tinh thần trách nhiệm và xúc phạm đến người khác. Nếu gặp viện khảo sát địa chất tôi cũng nói thẳng như vậy. Bởi vì đây là việc chung, chứ có phải việc riêng đâu mà ngại. Cứ cho rằng cậu không sợ bay cái ghế đội trưởng của cậu. Nhưng nếu công trường nào cũng làm việc như vậy, phần việc mình thì không lo, lại lo việc người khác, hỏi sẽ ra sao? Anh Vĩnh ạ, chúng ta cần bình tĩnh đề nghị bộ cho khảo sát địa chất lại. Bởi vì đây không phải là hiện tượng chung của các công trường, mà nó là hiện tượng đặc biệt. Nếu bây giờ đặt vấn đề khảo sát lại địa chất, công việc thi công phải đình lại, ai chịu trách nhiệm? Nếu khảo sát lại địa chất không có vấn đề gì, cậu nghĩ sao? Cậu mất gì? Anh hỏi tôi mất gì à? Chúng ta sẽ mất đi sự áy náy và yên tâm về công việc của chúng ta đang làm. Xin hai nhà hùng biện hãy tạm nghỉ. Tôi và Nga đã làm xong món thịt gà xé phay rồi. Vậy à? Ta đi ăn đã đi. Về việc ấy em nghĩ thế nào? Theo em, anh cứ nghe anh Vĩnh. Bỏ chuyện cái túi nước ấy đi. Sao anh lại phải bỏ? Anh sai à? Không phải là sai mới phải bỏ. Vấn đề quan trọng là mình sẽ được cái gì và mất cái gì. Ta ngồi xuống đây đã. Em giống anh Vĩnh, hay đặt vấn đề được và mất. Mất đi cái day dứt để được cái thanh thản, đấy chẳng phải là điều quan trọng hay sao? Anh của em đáng yêu thật. Nhưng này, đừng lãng mạn quá, thành ngớ ngẩn. Theo em thì làm thế nào để khỏi thành ngớ ngẩn? Là phải nghe theo lời anh Vĩnh và em. Điều đó thì khó đấy. Thế anh không muốn em được công tác ở Hà Nội, được gần anh sao? À, ra vì thế mà em mến anh Vĩnh. Em muốn anh phải nghe theo anh Vĩnh hả? Biết bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền, chạy vậy mãi cũng không về được Hà Nội. Đằng này, anh Vĩnh sẵn sàng giúp đỡ em. Anh còn muốn gì nữa? Em nói nghiêm túc đi chứ. Rất nghiêm túc. Nghiêm túc trong tình yêu của chúng ta. Em học ở đâu được cái lối suy nghĩ tầm thường như vậy hả? Anh Hoanh, anh có biết loại câu hỏi đó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu không? Anh biết không? Nga! Dẫn chúng ta tới đâu? Em tự nghĩ. Còn anh không lùi đâu. Sau này anh Vĩnh sẽ hiểu và cảm ơn anh. Anh Vĩnh không bao giờ cảm ơn anh đâu. Trái lại, anh ấy còn oán trách anh là khác. Sao em dám nói thế? Vì anh Vĩnh đang thi công, được trên bộ chú ý. Bây giờ, anh lại bới chuyện cái túi nước ấy ra. Có khác nào bánh xe đang trên đà lăn nhanh, anh lại thọc ngay gậy vào không? Anh cấm em không được nghĩ xấu về anh Vĩnh như vậy. Đấy là ý nghĩ cầu lợi của em. Còn lời nào nặng hơn để sỉ nhục em? Anh cứ nói hết ra đi. Chào bà. Bà cho cháu hỏi thăm... Anh hỏi ai ạ? Dạ, đây có phải nhà chị Dung không ạ? Mời anh vào chơi, em nó có nhà đấy. Xin phép bà. Vâng. Đến mà không lên tiếng. Tôi cũng muốn phá sự suy tư của chị. Suy tư gì đâu. Ngồi buồn xem cho vui mà. Anh ngồi chơi. Chị cứ mặc tôi. Chị là em anh Toàn à? Anh cũng quen anh Toàn à? Cứ kể ra tôi phải gọi bằng thầy mới đúng. Vì tôi có học anh Toàn một năm ở trường xây dựng mà. Thế à? Xin phép chị, tôi thắp mấy nén hương. Vâng, anh Toàn có dạy ở trường đại học xây dựng mấy năm, rồi xin sang khảo sát mỏ. Sau đó, anh ấy đi công tác biên giới và hy sinh tháng 2 năm 79. Chúng tôi cưới nhau vào mùng 4 Tết. Tính ra được đúng 17 ngày. À, thế ra chị là... Xin lỗi. Tôi đến gọi lại cho chị nỗi buồn. Cuộc đời cũng nhiều cái éo le. Mời anh xơi nước. Vâng. Anh đến có chuyện gì vậy? Vâng. Chị Dung ạ, tôi có một việc rất cần đến sự giúp đỡ của chị. Vâng, xin anh cứ nói ạ. Hôm tôi đến viện, anh Dũng có nói chị là kỹ sư chính khảo sát địa chất ở công trường 236. Nên tôi phải tìm đến nhà ngay. Vì... đến viện có những cái khó nói. Vâng, anh cứ nói ạ. Chắc chị biết chuyện cái túi nước ở công trường 106 chứ ạ? Xin anh chờ cho một lát. Công trường 106 phải rời đi vì việc thăm dò địa chất có vấn đề anh ạ. Tôi rất áy náy, vì công trường 236 của chúng tôi là một công trường cỡ lớn, lại ở cạnh công trường 106 chị ạ. Thì anh Vĩnh đang làm giám đốc công trường, công việc tiến hành rất tốt, bộ rất chú ý đến công việc của các anh mà. Vâng, công việc tiến hành rất tốt, rất quy mô, trên cơ sở một mặt bằng còn vấn đề đáng lo ngại. Có khác gì xây lâu đài trên cát hả chị? Tôi tha thiết đề nghị... chị xem lại vấn đề khảo sát giúp cho. Thôi, chào chị Dung, tôi về nhé. Tôi về chị Dung nhé. Vâng, chào anh. Chào bà. Tôi không dám. Anh cùng làm việc ở chỗ em Dung đấy à? Dạ, hai cơ quan khác nhau nhưng cùng một ngành bà. Vâng, thảo nào bây giờ mới thấy anh đến chơi. Cháu cũng đang bận lắm ạ, nhân hôm nay có chút việc, phải đến nhờ chị Dung giúp ạ. Vâng. Tôi vẫn thường khuyên bảo các em là ở đời muốn làm gì thì làm, cũng cần phải giữ lấy cái đức anh ạ. Bà nghĩ thế phải lắm ạ. Vâng. Thôi xin phép bà cháu về ạ. Vâng, anh về. Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây. Rồi người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê. Ôi, anh Vĩnh. Nga hát hay quá. Ôi, anh Vĩnh, em cứ tưởng anh Hoanh trêu em. Mời anh ngồi chơi ạ. Chuyện anh với anh Hoanh Giải quyết xong chưa? Cô cũng không bảo được cậu ấy à? Thì em đã vào cuộc đâu. Với lại em cũng còn chờ xem phần thưởng của anh nữa chứ. Người nào giúp tôi làm được việc bao giờ cũng nhận được phần thưởng quá mức họ mong chờ. Có nghĩa là em sẽ được ở Hà Nội. Cô chưa bắn được gấu mà đã giảm bán ra. Nhưng trong trường hợp này, Hoanh là một con gấu hung hãn và bướng bỉnh đấy. Anh nói đúng. Nhưng anh không để cho em thất vọng chứ. Anh nói đi. Anh có để cho em thất vọng không? Anh đối với Nga bao giờ cũng rất đặc biệt. Anh nói thế, nhưng anh chẳng hiểu Nga thế nào cả. Anh hiểu. Nga muốn ở lại Hà Nội, ở bên Hoanh. Thế mà anh bảo anh hiểu em. Chẳng lẽ anh không đọc thấy gì trong mắt em sao? Em yêu anh. Anh. Em không yêu Hoanh à? Anh ngốc lắm. Nga, không nên thế. Hãy nén lại để lương tâm mình trong sạch. Lương tâm à? Thôi đi, đừng dở cái trò đạo đức giả ấy ra làm gì nữa. Ngày trước anh yêu chị Dung rồi bỏ chị ấy, sao anh không nói đến chuyện lương tâm? Thà rằng anh cứ nói thẳng ra là nhìn tôi anh cũng thích, anh cũng thèm muốn. Như thế nghe còn dễ chịu hơn. Nhưng anh sợ. Sợ ông bố vợ cấp cỡ ở trên bộ. Sợ ảnh hưởng công danh. Nghe dễ chịu hơn. Thôi, hạ màn đi. Cô nói cô yêu tôi. Không, cô cần tiếng nói của tôi khi sắp ra trường để ở Hà Nội. Cô không dám làm như thế đâu. Hồ sơ về khảo sát địa chất công trường 236 tôi để ở đây. Đâu rồi anh Dũng nhỉ? Việc khảo sát đã xong, người ta đang thi công, cô còn hỏi làm gì? Có người thắc mắc, muốn đề nghị ta xem xét lại anh ạ. Chắc là tại cái anh chàng Hoanh muốn kiếm chuyện cái gì? Chính Dung đã chịu trách nhiệm về khảo sát, bây giờ lại bới bèo ra bọ, hóa ra tự mang dây buộc cổ mình à? Nhưng nếu quả ta có sai sót thì... Nếu sai sót thì vào tù cả nút. Không, không cần tìm hồ sơ làm gì. Chỉ cần khẳng định khảo sát địa chất công trường 236 không có vấn đề gì. Thế là xong. Hoanh ơi! Giao ban sáng mai anh điều thêm cho một cầu để chuyển gạch lên tầng nhé. Được rồi. Hoanh, cậu nói thật đi. cậu nghĩ về mình thế nào? Đến hôm nay tuy vẫn có điều thắc mắc, thế nhưng tôi chưa nghĩ khác gì về anh, về những tình cảm tốt đẹp anh dành cho tôi. Thế tại sao cậu đến việc khảo sát công trình, cậu không cho mình biết? Tôi có nói ra, anh chả nghe. Với lại tôi làm như thế, có gì thì một mình tôi chịu trách nhiệm. Mình hiểu, anh không có động cơ gì xấu, không mưu đồ, không cầu lợi. Mình muốn cậu giúp mình, đừng đả động đến chuyện đuối nước. Anh Vĩnh, tôi không muốn vì tôi mà anh phải nói như vậy. Cậu nên nhớ, một giám đốc như mình mà phải nói với cậu như vậy là quá lắm rồi. Thôi, anh phải để cho tôi kính trọng anh chứ. Học xong phải tống đi đến bất cứ đâu. Anh có mất gì đâu, chỉ việc đừng phản đối anh Vĩnh. Mà anh cũng chẳng chịu nghe em. Nga đừng tìm ở anh hạng người vô trách nhiệm như vậy. Thế anh đã có trách nhiệm với em bao giờ chưa? Thế có bao giờ em nghĩ là anh luôn luôn muốn xây dựng cho em một tâm hồn trong sáng không? Thế em không trong sáng à? Tùy em xét. Nếu anh cảm thấy rằng em không xứng đáng với anh thì thôi. Anh Hoanh, đừng thế. Thôi đi, đủ rồi. Xin anh bạn tí lửa. Cảm ơn. Vợ bỏ à? Vợ đuổi à? Có hâm không đấy? Anh là người thứ hai bảo tôi hâm. Người thứ nhất là một người đàn bà. Đúng, tôi là một thằng hâm. Hâm 100%. Này anh bạn, gì thế? Anh không hâm đâu. Lúc nãy cậu bảo tôi hâm, bây giờ lại bảo không hâm. Thế tôi là cái gì? Đêm khuya đang buồn gặp anh, cũng vui đấy. Người tự cho mình là hâm, tức là không hâm. Người hâm nhưng cứ khăng khăng bảo mình là không hâm thì đúng hâm mà. Này, anh là triết gia à? Không, mình làm nghề xây dựng. Còn cậu? Mình là họa sĩ. Nhưng mà gọi là thợ vẽ thì đúng hơn. Khuya rồi, cậu ra đây làm gì thế? Mình vừa vĩnh biệt với người yêu. Lý do nàng bắt mình phải khom lưng. Thế thì mình cũng vừa đuổi người yêu ra khỏi nhà. Lý do nàng khuyên mình nên đi phe. Nàng nói là phe bở hơn nghề vẽ. Thì giờ ở đời cái gì cũng phải trả giá anh bạn nhỉ? Trên đời cái gì cũng phải trả giá. Nhà mình ở kia kìa. Lên chơi đi. Mình tự giới thiệu. Mình là Hoanh. Hoanh chứ không phải là Hâm đâu. Nào, đi thôi. Tốt nhất anh bảo thằng Hoanh im đi. Tôi đã tìm đủ mọi cách. Nó vẫn không chịu nghe. Hay là tìm xem nó có lỗi gì đó, tống cổ nó đi là xong. Đi đâu mà nó chẳng tiện lên bộ được. Rất tiếc là con Dung cũng có vẻ ngả nghiêng. Tôi bảo nó là cứ xác định phần địa chất công trường 236 không có vấn đề gì mà nó không làm. Hay là tôi thân chinh đến gặp Dung vậy. Còn bé ngốc bới ra thì chết nó chứ chết ai. Thôi tôi về đây. Anh có nước nào hay cứ cho ra hết đi. Anh uống nước đi. Chè đường nóng uống cho đỡ mệt. Chuyện anh với chú Hoanh có gì mà căng thế? Cái thằng Hoanh thật khó chịu. Nó thọc gậy bánh xe. Chú ấy phá gì anh? Mình đang cần tranh thủ làm thêm giờ. Nó lại đòi khảo sát lại công trình. Khảo sát lại thì có sao ạ? Khảo sát lại địa chất có nghĩa là phải ngừng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ nhà A, ảnh hưởng đến con đường tiến của anh. Thế thôi à? Anh chỉ biết phần việc của anh là thi công. Anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề khảo sát địa chất. Anh không quan tâm đến chuyện túi nước của cái thằng Hoanh. Thế nhỡ xây xong có vấn đề về địa chất, nhà đổ, ai chịu trách nhiệm? Thì khối nữa phải ra tòa đấy em ạ. Còn anh? Anh cũng ra tòa, nhưng để xem xử họ. Nếu thế, em thấy chú Hoanh đúng. Em mà cũng nghĩ như vậy à? Nối giáo tôi rằng, trời ơi, vợ với con. Anh giới thiệu cho em, ông trợ lý giám đốc tổng công ty đấy. Còn được hay không, tùy cái khéo của em. Nếu tùy em thì xong ngay. Mời vào. Vào đây em. Thưa anh, đây là cô Nga mà em đã nói chuyện với anh. Chào bác ạ. Người rất cần sự giúp đỡ của anh. Mời em ngồi. Dạ. Thôi, xin phép anh em phải ra công trường. Này, bằng bất kỳ giá nào cũng phải hoàn thành cái khu nhà A nhé. Hôm qua anh đã báo cáo với bộ trưởng về thành tích của chú mày đấy. Dạ. Cảm ơn anh. Đi nhé. Thế nào, cô em xinh đẹp. Định xung phong đi Lai Châu hay là đi Sơn La? Dạ thưa bác. Bác cháu gì, cứ phiền phiến gọi bằng anh cho nó thân mật. Thưa anh, cháu định xin được ở Hà Nội. Đã gọi bằng anh lại còn xinh cháu. Thế tại sao em thích ở Hà Nội? Dạ... Muốn gần người yêu chứ gì? Dạ không ạ. Thưa bác, thưa anh, cháu chưa nghĩ đến chuyện ấy ạ. Vì thanh niên Hà Nội họ ích kỷ lắm ạ. Thế em định chọn người yêu như thế nào? Là người biết lo cho cuộc sống của em. Các anh định lấy nhà A làm thành tích để kỷ niệm ngày gì mà đầu tư gớm thế? Lệnh của giám đốc, chứ tôi chẳng rõ vì sao cả. Dung có tin những chuyện oan hồn không? Hôm nọ đến nhà thấy Dung đang gói bài tây mà. Buồn xem để giết thì giờ thôi, chứ Dung có tin nhảm bao giờ đâu. Tôi cũng vậy. Cứ nghĩ đến cái công trình này hoàn thành rồi, ăn uống liên hoan, rồi một vài năm, thậm chí vài chục năm, tự nhiên nó sụp xuống, trở thành một bãi đất hoang ngổn ngang. Và bao nhiêu người chết oan vì cách làm ăn cầu thả của chúng ta. Nghĩ đến những oan hồn hiện lên đòi mạng sống, tôi sợ đến rùng mình, Dung ạ. Nói thật với Dung, không phải tôi muốn tỏ ra mình là người có lương tâm, có đạo đức hơn người đâu. Chỉ vì tôi cứ nghĩ đến trách nhiệm, đến tuổi thọ của công trình, nên buộc lòng phải theo vụ này cho đến cùng. Nếu Dung cho tôi biết Dung đã khảo sát địa chất cẩn thận rồi thì tôi rất yên tâm. Dung làm sao thế? Tự nhiên Dung hơi chóng mặt. Thôi để khi khác anh Hoanh nhé. Chào anh. Cô em hỏi ai? Anh cho em hỏi đây có phải nhà anh Cung không ạ? Em gọi bố anh bằng anh, và anh cũng bằng anh. Thế thì họ hàng đầu đuôi xuôi nhật sao? Tại bố anh đấy. Em gọi ông bằng bác, ông ấy bảo cứ phiên phiến gọi bằng anh cũng được. Định nhờ vả gì nào? Này, anh xin tự giới thiệu, anh cực mạnh. Em định nhờ ông già anh xin cho em ở lại Hà Nội. Ồ, điều đó nói với anh còn hơn nói với ông già anh chứ. Anh nói thật đấy chứ? Anh đã nói là anh cực mạnh mà lại. Anh nói gì ông già nghe hết. Em chả tin. Không tin thì thôi, goodbye. Này, anh ơi! Làm gì mà ông tướng thế? Trông cô em ngon đấy. Anh hãy cho em biết cái cực mạnh của anh là gì. Chẳng nói giấu gì em, ông già đi chơi với bồ, bị anh bắt được, sợ anh mách bà bô, nên anh cần gì ông cũng chiều hết. Thôi, để anh cất xe rồi đi chơi. Để anh dẫn em đến câu lạc bộ riêng của bọn anh. Ở đấy, em muốn nhảy thì nhảy, muốn uống gì cũng có. Napoleon, Hennessy, Junior cơ. Anh có mấy thằng bạn, bố nó còn cỡ hơn bố anh nhiều. Đi. Đi chậm lại một tí đi. Cứ đi chậm chậm lại. Thôi thôi, Ôi em sợ lắm. Đừng sợ. Anh còn bỏ cả hai tay châm thu hút. Thôi thôi, Bình nhanh sợ lắm. Ôi dồi kìa, đi chậm lại đi. Tâm. Đấy đấy kìa. À. Ôi ôi ôi, sợ chân. Ôi ôi ôi, chết tôi rồi. Đau chân quá. Sứt sát hết cả xe đi mẹ. Hôm nọ đến công trường, sao Dung không vào chỗ anh? Vào làm gì hả anh? Nghĩ đến chuyện của chúng mình, anh không thể nào quên được. Cảm ơn anh. Nghĩ đến mà làm gì? Anh đã yên phận với chị Ngọc rồi. Vì những nỗi bất hạnh của Dung, anh... Em và Toàn cưới nhau mới được 17 ngày. 17 ngày quá ngắn ngủi, nhưng em đã sống bên cạnh một con người. Chào chị. Vâng, chào anh ạ. Chị cho tôi hỏi thăm, đây có phải phòng làm việc của chị Dung không ạ? Anh gặp chị Dung có việc riêng hay việc chung? Tôi có việc cần gặp chị Dung mà. Chị ấy đang bận anh ạ. Nhưng tôi có việc rất cần. Tôi đã nói là chị ấy đang bận mà. Vâng, tôi chào chị. Vâng. Về chuyện túi nước, Dung không nên nghe lời cậu Hoanh. Vì dù sao, anh và Dung cũng... Em mong anh hãy để cho em được yên thân. Dung cũng nên bảo với cậu Hoanh, hãy để anh yên với công việc của anh. Với công trường 236 anh đang xây dựng được bộ chú ý. Chỉ có thế thôi. Còn tuổi thọ của công trình thì trước em đã ký là việc khảo sát địa chất không có vấn đề gì. Nhưng khi phát hiện ra túi nước ở công trường bên cạnh, anh Hoanh xin kiểm tra lại là đúng, là có trách nhiệm chứ. Nhưng nếu bây giờ em cho kiểm tra lại, có nghĩa là mọi tội lỗi sẽ trút lên đầu em tất cả. Em đã xem lại và nhớ ra, đáng lẽ còn 2 điểm nữa phải khoan. Anh và anh Dũng cứ bảo 2 điểm đó là 2 điểm phụ, không đáng kể. Hồi ấy, vì quá yêu anh nên em cũng làm cho xong chuyện. Thôi, Dung nhắc lại chuyện cũ làm gì? Anh yên tâm, em sẽ chịu hết trách nhiệm. Em không để phiền lụy đến ai. Dung. Thôi, anh về đi. Con nó sao? Con nó sốt từ tối hôm qua, bây giờ lên tới 39 độ. Mà anh đâu bây giờ mới về? Bận. Bây giờ anh làm gì có thì giờ để dành cho em và con. Mà anh bận những gì, hỏi những cái đó có ích lợi gì không? Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em hiểu rằng đối với anh, địa vị và quyền hành là tất cả. Ngoài ra không có gì đáng kể. Thì khi mới cưới nhau, chính em đã động viên cổ vũ để anh trở thành cái mẫu người mà giờ đây em đang lên án đấy. Đến bây giờ em vẫn muốn anh thành đạt hơn nữa, để mang lại hạnh phúc cho gia đình, chứ không phải để anh thành một con người bệnh hoạn. Tôi không phải là bệnh nhân của cô trong bệnh viện. Ở công trường, cái thằng Hoanh và con Dung đã làm tôi phát điên lên. Về nhà cô lại còn dằn vặt hành hạ tôi cái gì nữa. Anh đừng có gào lên như thế, thằng bé nó đang ốm. Mà tại sao anh lại có thể dành những lời lẽ như vậy cho những người thân của anh? Giá như hồi mới cưới nhau, chẳng địa vị chức tước gì lại hơn. Mà có phải anh yêu tôi, hay anh yêu bố tôi, yêu con gái một ông thứ trưởng, để hỏng có cái ô cho anh leo lên thang danh vọng? Cô Dung, tại sao cô viết đơn lên hội đồng khoa học của viện mà lại không thông qua tôi? Tại sao tôi phải thông qua anh? Cô đứng tên một mình hay là cả cậu Hoanh cùng ký? Tôi viết. Cô Dung ạ, cô nên nhớ, cô là nhân viên của tôi. Cô làm việc gì cũng phải báo cáo với tôi trước đã. Rất tiếc, việc tôi làm không nằm trong phạm vi công việc hành chính. Cô sẽ phải trả giá đắt về việc làm của cô. Nếu anh muốn, anh cứ việc lấy quyền trưởng phòng của anh ra mà trả thù. Thôi được rồi. Anh Dũng, tại sao anh định điều chị Dung xuống đội khảo sát 32? Tức tóc chị ấy như thế, mỗi ngày đi về 40 cây số, chị ấy chịu sao nổi? Cô biết gì mà nói? Sao em lại không biết? Em vừa mới ở phòng hành chính xuống. Họ bảo chính mình điều chị Dung đi chứ còn ai. Nhật, em cứ bình tĩnh. Việc này lẽ ra chị phải làm từ mấy năm trước, khi anh Dũng và anh Vĩnh ép chị ký vào bản khảo sát địa chất là không có vấn đề gì xảy ra. Cô báo cáo lên viện như vậy, cô lấy bằng chứng gì là tôi và anh Vĩnh thúc ép cô nào? Anh yên tâm, tôi không hèn mà phải đổ vấy cho ai. Tôi thấy sai thì phải sửa. Còn anh, tôi đề nghị anh cũng nên xét lại. Trước kia vì sao anh thúc ép tôi, và bây giờ vì động cơ gì mà anh trù úm tôi chứ? Cô hãy ra công trường mà xem hậu quả cái lá đơn của cô đấy. Anh Hoanh. Chào các bạn. Anh đến đón chị Dung đấy à? Đến báo tin mừng là công trường tôi không có túi nước đâu. Thế thì may quá. Nếu có túi nước thì lôi thôi to đấy. Nhất định phải ăn mừng thôi anh ạ. Nhất định rồi. Có bao nhiêu tiền chúng mình sẽ bỏ ra ăn mừng hết nhá. Rồi em về trước nhá. Con bé nó lém nhỉ. Anh Vân, ngắm gì mà kỹ thế? Dung cứ ngồi yên. Đấy, Ê, đẹp lắm. Đây này Nhật ơi. Gớm, đi mượn có mấy cái cặp chả mà lâu thế. Sắp xong chưa? Còn lâu. Anh Hân vẽ Dung làm gì? Vẽ Nhật đẹp hơn. Có khi anh Hân vẽ chị lại giống em đấy. Thằng Nhật. Anh Nhật lại thế anh rồi. Kể ra thì cũng giống đấy. Nhưng cây bút của tôi không tả nổi chiều sâu tâm hồn của Dung. Nào, xong chưa? Mang lên. Hôm nay chúng ta phải cạn hết chai rượu này nhá. Rượu thì tôi chịu thôi. Nào, chúng ta chạm cốc để chúc mừng tuổi thọ của công trình. Các bạn ạ, tôi xin nói một vài lời trước khi uống. Hôm nay tôi rất vui. Vui thật sự. Vì tôi đã tìm thấy sự thanh thản trong lòng mình. Trước khi vào cuộc, anh Hoanh phải hát tặng chị Dung một bài đi chứ. Đúng rồi, xin có ngay. Tặng em một bài ca nồng ấm mê say về một tình yêu bền vững như công trình anh xây, về bao kỷ niệm lúc trời êm hay khi giông bão. Năm tháng qua đi chỉ còn lại mùa xuân. Người thợ giấy dài theo cánh chim bay từ những công trường đó đây. Tình yêu người thợ giấy nhưng vui vẻ quá nhỉ. Xin lỗi. Chị. Nga. Đi họp đi các anh ơi. Thưa anh chị em, mấy hôm nay công trường ta phải đình lại vì có người báo cáo lên trên đòi thăm dò lại địa chất. Một số anh em chúng ta có hoang mang. Tôi có ý kiến, lỗi tại ai? Có bị kỷ luật không? Thấy hiện tượng công trường bên có túi nước, đồng chí Hoanh, đội trưởng có kiên quyết đòi khảo sát lại địa chất công trường. Tôi có ý kiến, đội trưởng Hoanh có quyền gì mà ngừng thi công? Ai ra lệnh khoan thăm dò lại địa chất? Chính tôi đã đề nghị và đã được trên chấp nhận xin thăm dò lại địa chất. Trách nhiệm chính là ở tôi. Tôi có sai sót, tôi xin chịu trách nhiệm. Còn anh Hoanh, anh ấy thấy công trường bên cạnh chúng ta có túi nước, anh ấy xin kiểm tra lại địa chất là rất đúng. Hôm nay tôi xin tuyên bố chính thức với các đồng chí, công trường của chúng ta không có vấn đề gì về mặt bằng. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm làm việc. Bây giờ xin mời tất cả anh em ai về công việc người đấy. này. Vâng. Chào anh Vinh. Giám đốc đang trông cây trà hoa nhé. Hoanh. Chắc cậu đã được một bài học về sự kiêu căng hiếu thắng và tự coi rằng chỉ có mình cậu là người có tâm huyết. Sao anh lại nói thế? Anh tưởng tôi phải cúi đầu trước mặt anh à? Anh tưởng tôi mong có túi nước hay sao? Trái lại tôi rất vui, vì từ nay tôi tin vào công việc tôi đang làm. Có bao nhiêu là công sức và mồ hôi của anh em công nhân, trong đó có chính công sức và trí tuệ của cả anh nữa đấy. Mình chỉ tiếc từ nay sẽ khó nối lại tình bạn với cậu. Theo tôi, anh làm gì có bạn theo đúng nghĩa chữ bạn. Anh chỉ có những người cần đến anh, và anh cần họ thôi. Tình yêu người và giấy, rồi theo cánh chim bay, rồi những công trường đó đây. Anh Vĩnh, anh Hoanh đâu ạ? Trong công trường. Những ngàn vạn đi sau, lấp lánh trên tầng cao, thắp sáng gương mặt người. Tình yêu của chúng ta như ánh nắng mặt trời, tươi xanh những công trình bao ước mơ. Tình yêu của chúng ta giữa đất trời bao la, thêm tình yêu mùa xuân, thêm tình yêu của đời. Tình yêu của chúng ta giữa đất trời bao la, thêm tình yêu mùa xuân, yêu cuộc đời. La 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 la.